Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chiến này góp nhận 50.000 token có kiểu là XRPT các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở từ Amonstar Chatbot các bạn. Mình sẽ ghép được 500.000 token XRPT khoảng mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 50.000 các bạn, mình sẽ nhận được 500.000. Rồi bấm join airdrop nè. Mình vừa lọc nguồn airdrop và mình tìm những nguồn airdrop chất lượng cho tất cả các bạn nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè các bạn. Rồi bạn join sao các bạn? Không hi website. Và các bạn để mình coi nó có gấp xa này không các bạn. Các bạn cứ bình tĩnh làm các bạn. Rồi bạn mới đáp lời. Tiếp tục còn join tiếp kênh seller các bạn. Đôi lúc mình làm thiếu bước nó không trả tôi cần mình các bạn. Rồi bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Đây mình chết chưa làm mình chết thông tin luôn. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet bot này bạn. Trên tại Twitter thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Các bạn nhấn nút submit detail nữa các bạn. Rồi thì các bạn mở địa chỉ username Telegram của các bạn ra nè. Các bạn vào setting copy địa chỉ username Telegram của các bạn. Vì mình bắt up ra cái con bot này dân mình khó tìm lại quá các bạn. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Các bạn thông cảm các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của mình nha các bạn. Cộng win VNN9. Tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB Smartchain Bet20 các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB Smartchain của mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Ok. Vậy các bạn gì click ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 500.000 token có kỳ hiệu là Spat. Đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.